Game 7 đúng rồi anh. Lịch vừa là giải nào ấy? Dạ. Lịch thi đấu vừa nãy của giải nào? Không giải gì lâu lắm đấy. Đây là nguyên chỉnh không? Thank you.
rồi à, không gian câu lạc bộ có hạn chế, thành ra là chỉ còn góc quay này thôi, không còn cái góc quay nào nữa thôi. Anh em thục cả. Rồi, Đức Mắm thì giải này đánh rất tốt. Tôi thấy để ý là từ đầu ra là Đức Mắm giải này đánh cực kỳ tốt luôn. Tốt, tỷ số 1-0 cho Đức Mắm. Công Long máy quay như này còn thế nào nữa, máy quay led căng như này còn kêu cái gì. Phạm Trường chung kết nó căng thẳng nha. Sơn Mao ở đây, hai cầu thủ hạng A ra chỉ chạm 7 thôi. Công Long đưa tiền đây, bỏ tiền ra thì tôi đầu tư máy quay đây. Ngày xưa quay bằng cái điện thoại, bây giờ quay bằng camera rồi, đòi hỏi bảo làm cái thẻ cho thì cấm ông nào làm thẻ, cứ đòi hình ảnh đẹp với góc quay đẹp. Vừa rồi thì anh Hiếu Hippo đánh một trận với các anh Khánh Con rất là căng. Không biết trận này anh còn sức để anh đánh không. Rồi, anh nào yếu ý vô công luôn nhưng trượt rồi. Ô, ông Mắm ông đánh chạy đạn à?
Tốt, cơ hội cho anh Zippo rồi. Hơi nhẹ lực. Rất tốt, anh Zippo ăn được con bi số 6 rồi. Dùng con 9 làm phanh. Rất tốt, nhưng mà rất tiếc là con cái là nhảy hơi có tí cò. Có cái nhọt ở mông rồi. Quá tốt. Với góc này thì chắc chắn là phải đánh 8 lỗ tít rồi. Quá chính xác. Anh Zippo rất tự tin, anh đánh sàng C hay băng. Để điều 9 lỗ tít. Nhờ con 9 này đứng sát mom, chặt chết lỗ tít được cả một vấn đề. Không biết là anh có thực hiện được không này. Anh Zippo rất phong cách. Thời trang. Rồi, anh cân nhưng mà không thành công rồi. Miễn rồi, 2-0 cho anh mắm. Trận chung kết giữa hai cơ thủ hạng A.
rất tốt, hình bi rất thoáng, cơ hội cho anh Hiếu Hippo rút ngắn tỷ số. Đức về đây. Sau đây xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là anh Đức, nhà tài trợ chính của giải. Anh Đức chào 500 anh em nhé. Rồi, xin chào 500 anh em đang theo dõi trận chung kết giữa Hiếu Hippo và Đức Mong. Đấy đang rất là yên tĩnh và nghiêm túc, làm cho anh em chia sẻ về thương để cho tất cả những người hâm mộ bia có thể biết được. Tại cái điện thoại này không, theo Đức thì mới chơi VR thôi, không biết nhiều, nhưng mà theo giới anh em giới chuyên môn đây đánh giá thì cơ thủ Đức Mắm có phần trội hơn nhiều Hippo, nhưng mà trong một trận đấu chung kết này thì mọi người cũng không thể nào mà đoán trước được điều gì xảy ra. Ai tâm lý vững vàng hơn là người đó sẽ giành chiến thắng. Tỷ số đang là 2-0, chưa nói lên điều gì cả. Rồi, còn một bi. Bi cuối cùng đang rất căng thẳng. Rồi, tỷ số là 1-2 cho Hiếu Hippo. Lúc nãy Đức có muốn nói với các bạn rằng là Đức thì mới chơi bia thôi, nhưng mà anh chị em, chị em chuyên nghiệp đang cùng ngồi đây để phân tích về trận đấu này thì trước khi vào trận đấu chung kết này, giới chuyên môn đánh giá là Đức Mắm nhỉnh hơn Hiếu Hippo một chút. Thế nhưng trong một trận chung kết thì cũng không thể nói trước điều gì. Ai tâm lý tốt hơn thì người đó có lẽ sẽ giành chiến thắng. Rồi, anh em chia sẻ video của Hợp Cơ về tường để cho tất cả những người đam mê bia ở Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung có thể xem được những trận chung kết của những cái giải phong trào như này để làm sao mà phát triển cái phong trào bia của chúng ta rộng hơn, lớn hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em.
Đức là đại diện cho cái hệ thống Mai Loan Group của cái tập đoàn Online, cái tập đoàn mà giáo dục về tiền mã hóa kỹ thuật số. Cái đồng tiền là cái đồng tiền OneCoin trong cái lĩnh vực fintech của cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Rất hân hạnh được tài trợ cho giải đấu và để làm sao mà khuyến khích được cái nền BI phong trào của Hà Nội và Việt Nam có thể lên một cái tầm mới. Thì như các bạn cũng đã thấy với cái giải đấu của BBC, những người đam mê BI, Milad ở Việt Nam chúng ta, thì cái giải đấu này là tương đối là nghiêm túc và sẽ còn những cái giải đấu mà nó nghiêm túc hơn, tốt hơn. Có lẽ là giải thưởng nó cũng sẽ lớn hơn nữa để cho tất cả các anh chị em chúng ta có cái phần hào hứng có thể tham gia. Giải nhất này sẽ được 20 triệu. Sau một số nhà tài trợ thêm thì giải nhất này có tiền thưởng của giải nhất nhận được sẽ là 25 triệu đồng. Hiểu Hippo đang nắm thế chủ động ở trong ván này. Dự đoán có lẽ tỷ số sẽ được gỡ hòa là 2-2, thì cái trận chung kết này nó sẽ hay, rất hay. Hai cơ thủ ở giải đấu này đều được đánh giá là A, đồng hạng. Mở má rất đẹp thôi. Cả 8 và 9 thì đều khá là gần lỗ. Rồi, khá đẹp. Rồi, tỷ số là 2-2. Vâng, trận đấu rất hay. Trận đấu rất hay. Sau khi bị dẫn 2-0, Nguyễn Văn Hiếu, hay là còn gọi là Hiếu Hippo, đã vẫn bình tĩnh thi đấu và đã gỡ hòa cân bằng tỷ số 2-2 với Đức Mộng. Tốt rồi, nhưng trên màn hình này chúng ta không biết là thiếu bếp. Con 8 chưa về bếp. Quyền đánh lại thuộc về Hiếu Hippo.
lạc lỗ rồi. Theo Đức thấy thì có lẽ vẫn còn được. Có vẻ hơi thiếu lực một chút. Đức bám điều có thiếu lực một chút. Khả năng là 3 và 9 là rất là thẳng lỗ. À, gãi rồi. Rồi, tốt quá. À, một đường cơ chết 2 bi, 3 và 4 luôn. Nhưng 2 lại ở thế chém lỗ 10. Rất mềm. Rồi, đẹp rồi. Rất đẹp rồi. Cô Lê 2 băng. Có lẽ Đức Mắm sẽ đẩy một băng về 9. Rồi, tỷ số được nâng lên 3-0 cho Đức Mắm. À, 3-2. Tỷ số nâng lên 3-2 cho Đức Mắm. À, trên màn hình các bạn nhìn thấy hình ảnh của gia đình Hiếu Hippo và vợ chồng của Đức Mắm. Bản đấu này quyền phá sẽ thuộc về Hiếu Hippo. Tỷ số đang là 2-3. Hiếu Hippo đang bị dẫn. Liên tục anh rơi vào thế giật đuổi. Tỷ số với cơ thủ Đức Mắm. Nếu thực hiện được một cú phá bi tốt thì với các cơ thủ trình độ hạng A như là Hiếu Hippo và Đức Mắm thì cái vấn đề là đi hết những bi còn lại trên bàn thì cũng không có gì là quá khó. Vấn đề là khi thi đấu thì chúng ta không được có tâm lý thoải mái như là lúc tập luyện. Một bi rơi lỗ đủ bếp thế nhưng lại rơi vào thế đuôi, con cái đuôi. Có lẽ cơ thủ Hiếu Hippo sẽ chọn phương pháp là đánh an toàn. Bạn Văn Tâm, đủ bếp có nghĩa là ngoài bi cái sẽ không được tính, còn bếp là có nghĩa là cái phần mà dưới vạch phá. Bạn thấy là cái ở chấm 2 có một cái đường kẻ ngang thì phải đủ điều kiện là
trừ những bi rơi vào lỗ thì tối đa tối thiểu là phải có thêm bi về bếp đó. Nếu mà rơi 3 bi vào lỗ luôn thì không cần bi nào về bếp cũng được. Nhưng nếu rơi 1 bi vào lỗ thì bắt buộc 2 bi bi màu phải đi qua bếp, chạy về trong chạy lên thì vẫn được tính, có nghĩa là đã về cái phần vạch dưới, vạch xuất phát, vạch phá. Bạn Linh Nguyễn bạn hỏi bàn mà để chơi được thì cái này là lát nữa Đức sẽ chuyển chuyển mic cho Hợp Cơ để Hợp Cơ có thể tư vấn cho bạn những cái bàn mà giá cả phù hợp. Và chúng ta lại quay trở lại trận đấu. Rồi, một cú chạy đạn. Khá tốt của Đức Mong. Còn khe không? Hiểu Hibo đang ngắm rất kỹ để tìm xem còn khe hay không. Có vẻ như là vẫn còn. Rồi, cú chạy đạn. Không được tốt lắm nhưng bia mục tiêu số 3 vẫn ở vị trí rất là khó, khó có thể ăn được. Đức Mắm tiếp tục chạy đạn cho cái về phía băng dưới, băng ngắn dưới để bia mục tiêu số 3 ở phía đầu bàn bên này. Đường xa và côn băng là cái thế bi mà các cơ thủ khó chịu nhất. Hiếu Ibo có lẽ sẽ tiếp tục chạy đạn. Rồi, một cú chạy đạn rất tốt. Bi cái đã sát vào bi số 8. Tạo ra một cái thế rất là khó cho cơ thủ Đức Mắm. Chọn phương pháp A1 băng. A1 băng. Trúng rồi. Và bi số 3 rơi luôn vào lỗ. Không có sự tính toán là ăn bi mục tiêu nào. Thế nhưng cơ thủ Đức Mắm đã gặp may mắn. Khi mà bị cái đã A1 băng trúng và bị số A rơi vào lỗ. Hình lại ra rất đẹp. Vâng. Đẩy một băng bi mục tiêu số 5 đã rất lỗ và tạo một cái má bi đánh bi số 6 rất là đẹp để về bi số 8. Một băng ra. Đẹp rồi. Các bạn nhìn thấy bi 9 tương đối dễ. Rồi, ok. Đức Mắm nâng tỷ số lên 4-2. Rồi, 500 anh em tiếp tục giúp chia sẻ video về tường để những người thích bia, đam mê bia có thể xem được những cái trận chung kết của những cái giải phong trào như thế này. Hai cơ thủ Đức Mắm và Hiếu Ibo để vào đến trận chung kết này thì đã loại rất nhiều các cơ thủ, kể cả hạng chuyên nghiệp cũng đã bị hai cơ thủ này loại. Cụ thể là trước trận đấu này, bán kết Đức Mắm đã loại cơ thủ Phong Nam, Nguyễn Hoàng Phong. Và Hiếu Ibo thì đã loại một cái cơ thủ rất là lì. Cơ thủ đó là cơ thủ Khánh Con. Rồi, không rớt bi nào. Đủ bếp nhưng không rớt bi nào. Quyền đánh thuộc về cơ thủ Hiếu Ibo.
Nếu cứ phá mà chúng ta có bi rớt lỗ và đủ bếp thì chúng ta người phá sẽ được đánh an toàn. Còn nếu phá có bi rớt lỗ nhưng không đủ bếp thì người người phá sẽ phải đợi cái quyết định là do người tiếp theo, người ta có nhường cho mình đánh hay không, và người ta bắt mình đánh thì mình vẫn phải đánh an toàn. Đúng rồi bạn Anh Đi Nguyễn. Bi mục tiêu số 3 đã rớt lỗ, nhưng mà bi cái của Hiếu Hippo vừa điều khiển không được tốt lắm. Tuy nhiên ở góc độ này thì với những trình độ như này thì cơ thủ Hiếu Bộ đã sửa sai thành công. Với cái thế bi này có lẽ là sẽ chọn cách đánh lỗ 10, đẩy uy cái một băng về. Vừa rồi bi cái đã chạm vào bi số 9. Nếu cài thêm mã phê thì có lẽ là sẽ không va bi nào hết. Mọi bi đều thoáng. Bi 9, bi cái vừa chạm vào bi 9 dẫn đến cái việc là che mất cái đường của bi số 8 vào lỗ. Lỗ thít. Điều về là bị khóa rất nhiều cái góc về. Cơ thủ Hiếu Bộ đã phải suy tính để sau khi đánh bi 6 để từ bi 7 sang bi 8 như thế nào. Anh đã phải tính toán từ bây giờ. Chúng ta cùng chờ đợi xem Hiếu Hippo xử lý cái đường bi 7 ra 8 như thế nào. Vâng. Chọn tứ băng để đánh 8 lỗ 10. Thế nhưng hơi quá lực. Tuy nhiên ở cái góc bi này nếu có những cơ thủ sẽ quyết định là công, nhưng có những người thì họ sẽ chọn cách là thủ. Hiếu Bộ chọn công 8 và đồng thời là cũng nhắm vào cái hướng bi 9 và lỗ 10 để kết thúc ván đấu sớm nhưng đã không thành công. Tuy nhiên bi cái và bi mục tiêu số 8 lại ở thế tương đối khó. Phơi rồi. Nước mắm đã chọn phương pháp chạy đạn để giấu bi cái sau bi số 9 để đuôi cơ thủ Hiếu Bộ. Thế nhưng do cái lực đánh có lẽ là hơi nhẹ, bi cái không chạy được đến sát 9 được và đã để một cái đường bi rất là ngon cho cơ thủ Hiếu Hippo, tại bi 8 là rất gần lỗ lỗ tít.
Rồi, một băng về, đẹp rồi. Rất đẹp, rất đẹp. Tỷ số có lẽ là sẽ được rút ngắn xuống 3-4 cho Hiếu Ipo. Rồi, ăn rồi. 3-4. Trận chung kết rất hay. Giải Billard Passion Club ở 23 Thông Phong, địa điểm của giải đấu tổ chức ở câu lạc bộ Billard Passion. Billard Passion Club cũng là tên của một cái cộng đồng những anh chị em đam mê bia. Nhiều người cứ hỏi là muốn tham gia giải đấu thì lên 23 Thông Phong Billard Passion chơi là được tham gia, thì này cũng chưa phải. Có nghĩa là chúng ta phải tham gia cái cộng đồng những người đam mê bia là Billard Passion Club. Rất nhiều anh chị em không chơi tại 23 Thông Phong nhưng cũng đều là thành viên của Billard Passion Club. Thế nên là về giải đấu này là mọi người đã quy tụ về đây. Rất nhiều người đã chơi ở những cái câu lạc bộ khác, ở những cái nơi gần nhà hay là nơi nào đó, tỉnh nào đó. Rồi khi giải đấu tổ chức thì mọi người đã tề tựu về. Giải đấu này là khoảng 40 cơ thủ tham gia. Quyền phá thuộc về cơ thủ Hiếu Ipo. Tỷ số đang là 3-4. Đức Mắm đang tạm dẫn trước. Không ngăn bi nào và bi cũng không đủ bếp. Tình huống này là cơ thủ Đức Mắm đã nhường cho cơ thủ Hiếu Ipo, và cơ thủ Hiếu Ipo là phải đánh an toàn. Rồi, chạy đạn. Đường chạy đạn, đường bi cái của cơ thủ Đức Mắm vừa đi vào một cái hướng, một cái line rất là nguy hiểm. Có khả năng là rớt cái, lỗ tít. Nhưng đã khá là may mắn. Không trúng rồi, không chạm được vào bi mục tiêu số 1. Cơ thủ Đức Mắm được đặt bi. Tiếp tục là một cú chạy bi. Nhưng hở rồi, hở sườn rồi. Bi mơ cái đã vào vào bi số 7. Ý đồ của Đức Mắm là khá là tinh quái, nhưng mà anh thiếu chút may mắn.
không lọt qua khe 79 được. Đã ăn vào má dưới bi số 7 ở sườn. Trường hợp mà Đức Mắm chạy đạn 3 lần mà Hiếu Ibo không đánh trúng được thì ván đấu đó coi như là đã kết thúc. Khi mà cơ thủ thứ hai bị 3 lỗi liên tục thì trận đấu sẽ phần thắng sẽ thuộc về cơ thủ số 1. Game đến 7, cơ thủ nào chạm 7 trước, cơ thủ đó thắng. Tốt nhưng bi cái đã va vào bi số 8, tạo ra một cái thế bi đánh cộng bi số 4 không được thuận lợi. Rồi Đức Mắm đã chọn chạy đạn. Vâng. Rất là đơn giản và hiệu quả. Bi cái hướng đến bi số 4 bị hai bi cả, đó là bi số 8 và bi số 9. Bắt buộc phải A băng. Đường A băng nào cũng có sự cản trở. Nếu ngắm ở vị trí đó có lẽ là phải cài áp phê ngược. Rồi Đức xin tạm dừng một chút. Mệt quá anh em ạ, qua này chưa được ngủ tí nào, ngồi đây chầu trực. Và đang có tranh chấp tí là lỗi. Rồi, cãi nhau lỗi thì ra là đánh lại ván vừa rồi. Ở yêu mà em được cái gì thì phục vụ anh em đây, được cái gì chả được cái gì, trà đá uống sót hết cả giọt ruột lên.
Tôi ngủ giờ mới dậy, ông hỏi tôi là sao thế thì chị biết cái gì. Trọng tài bảo cho đánh lại ván này, đỡ cãi nhau. Rồi bình luận viên đâu rồi, đang hay rồi. À, khán giả đang hỏi anh Đức đâu rồi. Này, vừa làm ăn tắc trách mai đuổi việc nhá. Vừa đâu. Rồi anh em à, bắt đầu tiếp tục bản đấu này nhá. Do vừa nãy là do cãi nhau về phía luật chưa thống nhất. Anh Kiên Frank anh nhảy ra anh bỏ đánh lại, ở thì đánh lại. Tỷ số vẫn đang là 4-3 nghiêng về anh Mắm. Ấy chả chính xác ướm nhỉ. Để con bi xa thế mà cũng chết. Nào, giải nhất được qua 25 triệu về cả một số phần quà thôi. Xem ông nào ông nhặt được cầm được 25 triệu về ăn Tết đi. Giải nhất 25 triệu và một số phần quà. Yêu mấy em cảm ơn động viên. Toàn động viên xuông này, chán lắm. Nhí được có 10 triệu bạc. Thôi cũng mua được ít quà Tết. Tôi ngồi đây bốc phét chả được gì. Rồi, ông kia ông đo, ông định đẩy cái lên xong là cái nó va vào má 8, chạy xuống đi điều 7. Phân tâm thế nào, cợt nhả, nghiêm túc thế mà cợt nhả. Hay quá nhở, quá tuyệt vời nhưng mà hơi đáng tiếc. Ông định đè thằng cái xuống mượn má 8 để chạy xuống điều 7. Thế nhưng mà thằng 8 bị va chạm để đẩy thằng 8 ra trận B7. Đúng là người tính không bằng trời tính. Người dưng bản bạn ở đâu ấy? Tôi quê Thái Bình, 10 triệu đã được nửa tấn thóc à? Chắc phải được một công nông bánh chưng. Rồi, con 8 nó chặn đường con 7 thì bây giờ không tính đường không chạy đạn đi. Những con như này thì cứ chạy đạn sinh viên thôi. Anh Đức Nguyên sẽ không biết được khôn phết cái gì đấy. Wow, đường chạy đạn sinh viên rất là tuyệt vời của anh Hiếu Zippo. Tôi Tết nhất chưa có gì cả. Bây giờ một con vợ thì vợ chưa. Hay rồi, Đức Mắm vừa chạy đạn con rất tốt. Lỡ lần thì trồng chất ra Tết nhất chưa đến đâu đâu. Quanh năm suốt tháng cứ đi ngồi ăn tục bốc phét thế này thì tiền đâu ra về Tết này. Anh Đức Mắm vừa rồi thì chạy đạn một con rất hay. Rồi, anh Zippo A bằng chạy đạn lại rồi. Quá tuyệt vời.
Kình anh mắm đánh một con rất mạnh mẽ. Chết cái luôn. Thế cho cẩn thận. Đánh một con bi tông lên phóng. Phóng hơi quá đà. Chết cái rồi thì tôi bi đi còn gì nữa. Ba con bi cửa lỗ. Kiểu loài hoa loài hoài thì dễ dở lắm vậy, phân lắm. À, anh em báo like cho tôi nhìn phát ra nào. Chầm thế nhỉ. Rồi, úi giời, biết ngay mà lại thiếu lực rồi. Có chứ, anh Đức Nguyên lên luôn, chuẩn bị đi uống rượu rồi. À, tốt. À, tỷ số anh Zippo anh gỡ lên là 3 đều. À, quên nhầm 4 đều. Tôi cứ tưởng ông anh quanh ông dặm phải phân nhưng mà ông vẫn đi hết được. Làm tốt lắm. Hèn đi Nguyên. Thì số là 4 đều. Pha này thì anh mắm anh phá. Rồi, phá rất mạnh mẽ, chết một bi rồi, hợp lệ. Tôi vừa ngủ được có 2 phút. Nó như thế cũng được. Ok nhớ nhớ mồm nhá, Thẩm Hạo Giang nhá. Người thương trả đá. À rồi. Anh Zippo thực hiện được chạy đạn sinh viên rất là tuyệt vời. Lui rồi. Tốt, anh mắm chạy đạn lại rồi.
Tốt. Yuri bù quả trái đạn con. Tôi cứ tưởng đuôi nhưng mà chưa đuôi. Úi giời. Anh mắm vừa đánh một con điều hài rất tốt nhưng mà mỗi tội quên chưa ăn B1. Một điều con hài rất là xuất sắc. Thưởng hà, đây là vòng ở trên màn hình có hết thông tin nhá. Em chào anh Việt nhá, Việt Mai. Rồi, tốt rồi. Điều hai ra hình đẹp rồi. Thế Hưng Nguyễn. Bây giờ nghèo thì không có tiền thì phải uống trà đá thôi chứ. Có tiền thì đã uống bò húc nước ngọt. Rồi tiết kiệm là quốc sách. Chào Minh Thọ nhá. Ok, 2 tuần nữa tôi sẽ về Thái Bình mở giải nhá. Thưởng à. Rồi còn 3 bi rồi. Cơ hội lớn cho anh Đức Mắm anh vượt lên dẫn trước. Ok anh Việt Mai. Nào anh cứ sắp lịch đi. Quá tốt. Đình Hưng ở thành phố Thái Bình nhá, câu lạc bộ Phúc Dương. Ui 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 sồi ôi giật, Lavante gặp Kamazun rồi, Dung Dung ở phút 80, anh em mà vào Dung thì ăn đủ rồi. Rồi. Anh mắm ra cá dọn bể rồi. Ngon nhá, vẹ bằng tí thua. Đánh con 4 à, đánh con 8 thì tôi nhìn thấy giật luôn. Người giật ngứa đấy anh sau, sợ thật. Như điện giật.
Rồi, nghỉ giải lao 5 phút, anh Hiếu Hippo bị tê và anh thực hiện đúng chiến thuật, đi đái chiến thuật rồi. Đi đái rửa mặt cho cẩn thận. Rồi, nghỉ giải lao. Rồi, tôi cũng phải đi đái phát, buồn đái quá. Chào tất cả anh em nha. Theo cá nhân tôi, Đinh Trung, tôi thì tôi ở cả hai bên. À thôi, mời anh em theo dõi màn biểu diễn của ca sĩ Ngọc Hương. Ca sĩ Ngọc Hương và ca sĩ Ngọc Lệ xin chào quý khán giả. Và để góp sức trong trận chung kết đang nóng bỏng như thế này thì hai ca sĩ vào cuộc để giảm bớt nhiệt. Rồi, vừa rồi thì trong ít phút thi đấu chúng ta cũng thấy có một tình huống sơ sẩy của Hiếu đã tạo cơ hội cho Mạnh Đức bứt phá tỷ số. Tỷ số trong trận đấu này đang nghiêng về Đức với 5-4 cho Mạnh Đức. Hiếu đã có những cái cú đánh rất tốt, tuy nhiên thì trong cái cú quyết định của mình thì lại không thành công. Một số các bạn ngồi xem màn hình thì cảm thấy bia nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà tâm lý mà đi vào thi đấu, các bạn cúi xuống nhìn là quả bóng nó phải to bằng quả bóng đá, mà cái lỗ nó lại bé tí hơn đi. Hãy yêu cầu các bạn là cổ vũ nhiệt tình, không ném đá. Vừa rồi thì Hương Còi cùng Ngọc Lệ đang ngồi để trực tiếp chứng kiến trận chung kết và bình luận trận chung kết qua kênh YouTube. Và hiện nay thì Hương và Ngọc Lệ thì thấy phần phát trực tiếp của Hợp Cơ đang rất rôm, và để giảm bớt nhiệt trong cái phần trực tiếp của Hợp Cơ, Ngọc Hương và Ngọc Lệ xin phép được phá đám hội nghị một chút. Chúng ta thấy những cái diễn biến trận đấu đang xoay chiều cực kỳ phức tạp, từ những cái quả bóng rích rắc ở trên bàn cho đến cái tâm lý của cầu thủ. Chúng ta vừa theo dõi chúng ta thấy là có vừa giật rồi lại vừa nguội. Ngọc Hương và Ngọc Lệ qua đây để tiếp tục tiếp sức cho Hợp Cơ và tiếp xúc cho hai cầu thủ. Một cú thủ bi tốt. Không biết là chị Lệ có ý tưởng gì trong cái cú đánh này không?
có thể là băng rơi đúng không? Đến sút tê trong cái tình huống này thì dễ bay ra ngoài lắm, mà cũng rất là khó cân quãng vì xa quá. Hiếu Hippo và A Băng, tuy nhiên thì là cú A Băng của Hiếu Hippo đã để lại cho đối thủ mất rồi. Nhưng mà để điều của Hùng Bi này, góc nó mười hẹp, tuy nhiên thì Mạnh Đức cũng đã có một cú đánh chính xác đưa Bi mục tiêu số 2 vào lỗ 10. Các bạn nhiều khi thắc mắc là tại sao mà xem các cầu thủ đánh nó sẽ không được giống như là các bạn tưởng tượng khi mình đánh ở nhà. Là vì khi mình đánh ở nhà tâm lý thoáng thoát, tay chân thoải mái, đánh trượt cũng được, không trượt cũng được, không phải trả giá gì cả. Tuy nhiên thì đến khi đi thi đấu thì nếu mà các bạn thực sự đam mê VA, tham gia vào những cái giải phong trào, các bạn thử đi tìm kiếm những cái áp lực, những cái trận đánh thì sẽ biết được là nó căng thẳng đến như thế nào và nó ảnh hưởng đến như thế nào đến cả cái việc nhịp chèo, động tác, độ chính xác của áp phê của các bạn. Đặc biệt là chúng ta cũng thấy qua màn hình nhỏ thì cái tỷ lệ của quả bóng cũng như là tỷ lệ của bàn ấy, thì nó được thu nhỏ lại khoảng tầm 1/100. Cho nên chúng ta thu vào tầm mắt chúng ta thì chúng ta đều thấy mọi quả bi ở mọi góc độ đều rất dễ dàng. Nhưng khi chúng ta đóng vai trò là hai người ở trong cuộc thì chúng ta mới cảm nhận được hết. Vừa chia sẻ với các bạn thì Mạnh Đức cũng đã đang gọn gàng để thực hiện cái ván bàn của mình, chỉ còn 2 bi trên bàn thôi. Đức vừa đánh con bi số 7 để điều bi số 8 cách rất là tự tin, rất là thoáng thoát luôn. Cú lê cúp 2 băng ra quãng 8 tương đối là cũng xa, nhưng mà bạn ấy tự tin đánh và đã đưa bi số 8 và bi số 9 cửa lỗ. Hiếu Hippo miễn luôn trong cái trạng thái này, dây đánh như có đến 7 thôi, trong cái khúc quá giữa, tức là đang chấp chới ở tỷ số 4 đều với 5 đều thì Hiếu đã xử lý để lắc lỗ bi số 8 và bây giờ xuôi chiều cho Đức mắm mất rồi. Như vậy là vừa rồi thì Đức mắm đã nâng tỷ số của mình lên trước cơ thủ Hiếu Hippo 6-4. Cái xác suất để Hiếu có thể đảo ngược tỷ số trong trận đấu này tính toán có lẽ bây giờ chỉ rơi vào khoảng tầm 20% thôi. Bởi vì chỉ cần một ván đấu nữa thôi là Đức mắm sẽ kết thúc trận đấu và giành chiếc cúp vô địch. Các bạn cũng đang rất quan tâm tới trị giá của chiếc vô địch lần này. Xin thông báo với các bạn, với chiếc vô địch của giải BBC lần này, người giành giải nhất được 25 triệu. Cùng với đó sẽ được tặng một chiếc cơ trị giá 5 triệu đồng của nhà tài trợ Perry, một hộp quà của nhà tài trợ Huilo Mobile tại Napa Triều Việt Vương, phần quà trị giá 600.000 đồng và một voucher giảm giá 20% khi mua các sản phẩm của Huy Perry. Bên cạnh đó thì sau khi vô địch xong thì nhà vô địch cũng có cơ hội đi du lịch tại Mũi Né, nhà một công ty thương mại du lịch và thương mại cũng đã tài trợ cho nhà vô địch 2 tấm vé được ở villa tại Mũi Né trong 2 đêm. Sau trận đấu căng thẳng thì sẽ được nghỉ ngơi tại một nơi rất đẹp, như chúng ta cũng mong muốn chờ đợi được nghỉ ở nơi như vậy. Lúc mà đã vừa rồi là thực hiện một cú bi an toàn. Cú bi an toàn là thực hiện được cái người đề ba xong rồi cái thế bi nó không thuận lợi thì sẽ được phép đánh bi an toàn, tức là đẩy ra bất kể vị trí nó trên bàn. Nhưng nếu như mà khó quá hoặc là đuôi gì đó thì là đối thủ người ta sẽ nhường cơ và bắt cái người vừa đẩy an toàn đó đánh. Đấy là Hiếu Hippo đã lựa chọn cái cách rằng là sẽ nhường lại cái lượt đánh cho Đức mắm, xem Đức mắm xử lý như thế nào. Và một cú đánh xa đi vừa xa, hướng đánh cũng khó, vừa khó đánh và vừa khó điều. Ý tưởng của Mạnh Đức đã không được thực hiện, không biến thành hiện thực. Tuy nhiên thì rất may mắn cho Mạnh Đức là bi mục tiêu số 1 đang nằm khuất mặt bởi bi số 6. Xin lỗi, bi số 8. Hiếu sẽ lại phải tiếp tục căng đầu để gỡ đuôi trong tình huống này. Đây có thể sẽ là một cú A băng móc bi số 1.
Hiếu Hippo rồi đã thực hiện một cú A băng rất là tốt, và không những là không phạm lỗi mà còn đưa được đi cái ra vị trí đuôi, không nhìn thấy một. Tuy nhiên thì nước mắm không phải dạng vừa, bạn ấy cũng sút tê và đưa một ra thế thủ. Chắc ở hướng này thì Hiếu Hippo chắc chắn lại sẽ lựa chọn sút tê. Chị Lệ Sầu đã bị Phong Nam oánh cho chết nên đang ngồi chém gió. Với cái quãng bình thế này thì đây là một cú sút tê cũng không phải là khó, tuy nhiên để đưa một bia mục tiêu xuống lỗ thì mới là cái yêu cầu của kỹ thuật này. Thế trận nhìn từ đầu đến giờ trận đánh đến giờ có vẻ nó không thuận so Hiếu lắm. Vừa rồi Hiếu sút tê thôi nhưng bị nghéo tay, đi vào quá xa nhiều má so với sự tính toán, dẫn đến ốc cái và ván bàn mở cho Đức mắm. Đức chọn cái cách giải quyết là không những đưa bi số 1 vào lỗ mà còn dích bi 6-7 ra cho nó thoáng, tránh kẹt. Nhìn cách xử lý ván bàn của Đức thì Đức đang rất là tự tin. Bạn này đã ép bi số 3 lên, đưa cái ra giữa bàn. Sao đấy? Chị không cho nó nhìn, hơi tỉnh luôn. Đức đánh rất là tự tin. Phóng cu lê đè áp với thuận, đưa cái ra vị trí rất là đẹp ở điều 6. Tuy nhiên thì từ cái góc độ này mà nói thì cũng phải rất là kỹ. Thắp đi. Thần Đông ơi, hai chị đang bị chết đói. Bạn Đức bạn đã chọn cái giải pháp là đẩy sao nhẹ 6 và giữ cái, nhưng mà cái góc độ đấy nếu mà muốn đẩy và giữ được hướng bày đẹp thì nó phải là đưa vào kỹ thuật đẩy xịt, tức là đẩy thấp cơ hơn nữa. Bạn ấy để cao cơ và đẩy thoáng lực mất rồi. Tuy nhiên thì là đánh con bi số 7 quá tự tin. Con bi số 7 để mà điều con bi số 9 là một bi không phải là dễ trên cái bàn bia. Ra tay không tốt và má nó hẹp như thế thì dẫn đến việc bị lụt hoặc là bị ốc cái lỗ giữa là chuyện bình thường. Yeah. Đức mắm xứng đáng trở thành nhà vô địch của ngày hôm nay. Bạn để đánh ván bàn cắt tiếp Hiếu Hippo rất là hay. Sau đây thì chuyển mic cho Hợp Cơ chủ thớt. Chào tạm biệt các bạn và hẹn lại Liverpool bình luận MC với các bạn giải tới. À, chào tất cả anh em nhá. Ngay sau đây là chương trình đi uống rượu, anh em có tham dự không?